cư dân mạng là ai? Đó chính là bạn, là tôi, là tất cả chúng ta, và cũng có thể chẳng là ai cả. Có một cái số liệu vui vui muốn đề cập với anh em. Hãy nhìn lại năm 2023. Nền tảng Social Trend đã thống kê ở Việt Nam thì có tới 3.018 chủ đề nóng và thu hút hơn 208,5 triệu lượt thảo luận và 1,69 tỷ lượt tương tác. Chà, có vẻ là anh em Giang Cư Mận chúng ta thì cũng khá là nhiều chuyện đấy chứ. Có vô vàn các sự kiện chấn động đã diễn ra trong năm vừa qua. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại xem một năm qua đã trải qua những gì. Và tôi sẽ xếp hạng nó theo mức độ quan trọng cũng như sự quan tâm của dư luận về nó theo Tier List nhá. Cho nó máu mà. Hôm nay thì là ngày 31 tháng 12 năm 2023, ngày cuối cùng của năm dương lịch rồi. Hãy ngồi xuống kiếm cho mình một gói bỏng ngô để nhâm nhi đi, và cùng Taka sắn tay áo, vén gấu quần, tổng hợp hết mọi cái trend, mọi sự kiện chấn động trong năm vừa rồi. Đầu tiên thì đến với drama của Trấn Thành, Hào Quang Rực Rỡ. Năm nay thì có vẻ là không mấy thuận buồm xuôi gió của Trấn Thành. Và tại cái buổi họp báo khi đó, chắc là anh em vẫn còn nhớ, của đàn anh Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 3, thì Trấn Thành khóc nức nở trên sân khấu và nói: nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang cứ mới lên đây để nếm bốn cái chữ hào quang rực rỡ, nếm nó đi và biết nó là cái gì. Mình đánh giá câu nói này của Trấn Thành ở rank A. Bây giờ cứ thấy mặt nam nghệ sĩ là trong đầu tôi lại auto nhảy ra cái chữ hào quang rực rỡ, rất là viral luôn. Và Charlie Flex, nó đem lại động lực phấn đấu hay mượn cớ Flex để khoe khoang đủ thứ? Flex để thỏa mãn nhu cầu được công nhận của bản thân và là những ý kiến của bạn trẻ xoay quanh những cái trào lưu chiếm sóng mạng xã hội từ cái hồi tháng 7 năm 2023. Điển hình là những cái bài viết khoe khoang trong nhóm Flex đến hơi thở cuối cùng, và từng có số lượng người tham gia tăng nhanh chóng mặt luôn anh em nhé. Và những cái trend mà Flex trong này thì phải gọi là đỉnh của chóp luôn. Đủ thể loại, đủ những người tài Flex và khoe những cái công việc, khoe rất là tinh tế, rất là kiểu tạo động lực luôn đấy. Mình cũng đã theo dõi một thời gian, nhưng mà rất tiếc khi đạt được 1,5 triệu thành viên thì group đã đóng cửa vĩnh viễn. Danh B thôi, bởi bây giờ thì cũng đã hết trend và hết chỗ để Flex rồi. Blackpink về Việt Nam. Và những cái ngày cuối tháng 7 rực lửa ấy, cái sự kiện nhóm nhạc Hàn này về Việt Nam tổ chức concert Bon Bing thì được giới trẻ Việt Nam quan tâm nhiều với hơn 4,08 triệu lượt thảo luận. Tuy nhiên là cũng có thể nói đây là kiếp nạn thứ 82 của Blackpink. Trước khi hai đêm diễn ra thì quá nhiều những cái lùm xùm xung quanh ban tổ chức chương trình cũng không kém phần tăng nhiệt. Từ cái việc là giá vé quá đắt này, hát ít bài này, đến việc phe vé ế ẩm này, đã khiến cho cả tháng 7 trở nên sôi động vô cùng. Đây chắc chắn là một đêm nhạc mà rất lâu nữa người hâm mộ Blackpink tại Việt Nam vẫn phải nhắc đến với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Có một cái kỷ niệm thú vị là em họ của mình thì cũng phe vé Blackpink và cũng mua vài vé, và cuối cùng là lỗ chồng vó, đã bán mãi mới được. Và Blackpink danh A chắc chắn rồi. Thế còn cái vụ kit xét nghiệm Việt Á thì sao? Đây là cái sự việc mà chấn động về đời sống chính trị và xã hội. Trong vụ trọng án này thì lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra căng thẳng, Phan Quốc Việt là tổng giám đốc công ty Việt Á đã móc nối với giám đốc CDC một số địa phương để nâng khống giá bộ xét nghiệm Covid-19, cùng chia nhau số tiền này. Vụ đại án này quá sức nhức nhối. Và không biết là có phải đặc vụ nằm vùng hay không, nhưng mà Việt Á này thì cũng đã kéo thêm 109 vị quan chức. Đúng là như kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc ấy, kéo thêm 109 vị quan chức phải vào tù. Và nó cực kỳ gây nhức nhối, bây giờ vẫn đang xét xử nhá. Và nhớ lại cái thời dịch thì trời ơi, xét nghiệm rồi cách ly, rồi những cái người mà chớm chớm thôi cũng nhốt vào cách ly chung, rồi rất nhiều người mất, rồi rất nhiều những cái nhức nhối, những cái đau thương xảy trong ra trong xã hội. Và cái vụ này phải gọi quá là trầm trọng, nên là không xếp nó vào cấp S thì phải gọi là hơi phí. Một sự kiện đau thương nữa mà chắc hẳn là bạn vẫn còn nhớ, đây là cái thảm họa mà cháy chung cư mini. Và nói nào nhỉ, đây có lẽ là sự việc đáng buồn nhất trong năm nay, mà đến bây giờ nhắc lại thì tôi vẫn cảm thấy là cực kỳ là đau thương và quá nhiều sự mất mát. Cái sự việc này diễn ra vào ngày 12 tháng 9 tại ngõ 29/70 Khương Hạ, Khương Đình, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Và theo công an thì vụ cháy chung cư này đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người. Vụ việc này được dư luận cả nước quan tâm.
và chúng ta hãy cầu nguyện cho những nạn nhân. Đồng thời là cũng dấy lên một hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy của các chung cư mini. Một lần nữa, xin được gửi những cái lời chia buồn sâu sắc nhất đến với tất cả những nạn nhân và gia đình xấu số. Chắc chắn đây là một cái nỗi đau và dư chấn trong rất rất nhiều năm nữa. Danh S không cần phải bàn cãi. Bỏ qua những cái đau thương thì vui vui tí đi. Chắc là anh em vẫn nhớ đến Ngọc Trinh chứ đúng không? Và năm 2023 là một cú ngã quá đau của Ngọc Trinh theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau cái màn biểu diễn mô tô ngu người và có nhiều động tác nguy hiểm, người mẫu của chúng ta chắc là bây giờ cũng gần hết thời mà hết thời rồi thì đã bị ngã và xây sát nhập viện. Không những thế thì đã đen còn lắm lông. Lắm lông hay không thì không biết nhá, nhưng mà đen thật sự. Ngọc Trinh lại bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bế luôn lên phường về cái tội gây rối trật tự công cộng. Khổ thân chị đẹp vừa mới khoe là đi chữ chứng xong thì giờ lại bị bắt. Và quá là xui luôn. Danh C vì gọi là thông tin là vui thì cũng chả có gì gọi là chấn động xã hội cho lắm. Vẫn tiếp tục với chủ đề người mẫu và hoa hậu thì bây giờ chúng ta sẽ đến với Ý Nhi. Ý Nhi với cái loạt phốt vạ miệng của em. Nào là em giờ đã ở một cương vị mới rồi, rồi tự nhận là người nổi tiếng hơn vua Quang Trung, rồi xóa nạn đói, nạn dốt các thứ. Em hiện tại thì đã là ở một cương vị mới. Thật sự là rất là khác, thật sự là đã một bước tiến nhảy vọt so với em của 2-3 tháng trước đây. Vì vậy mà chắc chắn rằng bạn trai của em cũng phải có những cái sự thay đổi nhanh chóng hơn. Phải thật sự là tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp em. Nói chung là cái em này chỉ cần thở ra câu nào thôi là y như rằng là bị dân tình chửi cho vuốt mặt không có kịp nữa. Giờ thì em đã xa với trời Việt Nam và đi du học rồi. Mong là em sống ẩn ẩn đi một tí và trở về là ít nói hơn, không vạ miệng nữa nhá. Cái này thì cũng gọi là chấn động cho anh em Giang Cư Mận thời gian đấy, nên là tôi xếp vào danh A. Đúng nhận sai cãi. Và bắt nguồn là xuất hiện trong series video TikTok đình đám của một cái cô đồng tên là Trương Hương. Cô đồng này luôn nói câu này sau khi bổ quả cau, đúng nhận sai cãi hộ cô cái. Và sau đó thì nhiều cư dân mạng và những hot top top thì đã sử dụng câu nói trên để khiến nó trở nên viral và sử dụng nó như một câu nói châm biếm vậy. Tuy nhiên là cũng sớm nở tối tàn như cô đồng Trương Hương thôi, vì cô cũng bị bắt con mẹ rồi, danh B nhá. Tam tai của gỏi gà măng cụt. Khỏi phải nói là cái món này từng hot như thế nào trong cái mùa hè năm 2023. Người người nhà nhà thi nhau chia sẻ công thức và thành quả từ gỏi gà măng cụt. Đúng là một năm tam tai của măng cụt và hạn quá là đen luôn. Vì cứ măng cụt mọc còn chưa kịp chín thì đã bị cắt đi làm gỏi gà hết rồi. Mình thì chưa có cơ hội để ăn, nhưng có vẻ là ngon. Anh em nào ăn rồi chia sẻ hương vị nhá. Và cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Tôi xếp vào danh C. Make up đi tiệc và make up cô dâu. Cái vụ tranh cãi này thì cũng mới đây thôi, sầm rộ lên chỉ vì một cái bài bóc phốt của một cái thợ make up khi mà đăng ảnh tố người trong hình là làm cô dâu nhưng mà lại đi make tiệc để giảm đi cái chi phí ấy. Và sau bài bóc phốt này thì cư dân mạng chia ra hai luồng tranh cãi, xem là bên cô dâu hay là bên make up đúng. Theo bạn thì ai đúng ai sai? Danh D là được rồi, cũng gọi là ầm ĩ thôi, nhưng mà đến mấy ngày rồi được mấy ngày cũng chả ai thèm để ý nữa. Chắc chắn là năm nay nhiều bạn sẽ nhớ đến mối tình của Phương Oanh và Cá Mập. Phương Oanh và Sách Bình thì đúng là tốn quá nhiều giấy mực và nước bọt của nhiều người. Tuy nhiên là theo cá nhân tôi thì cái này đáng là danh F thôi, vì nó cũng chả có cái gì gọi là hay ho cả. Thanh Long mì tôm. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Trời ơi, nhắc đến quả mì tôm thanh long này, cái nhạc nó ám ảnh thật sự luôn. Và nhắc đến thôi là tự nhiên là mình thấy nhạc nhảy luôn trong đầu rồi. Bài hát này thì nó ám con mẹ nó ảnh luôn. Và phải cho nó vào danh F. Danh S như S quên. Danh S có nghĩa danh cao nhất, là cấp siêu vũ trụ vì nó quá ám ảnh. Nào, chúng ta hãy cùng đến với anh Jack Năm Khổ và Messi. Và chắc là ai cũng biết cái này và cũng thích cái này đây này. Quả phốt của Jack trong cái màn tái xuất khi MV có sự góp mặt của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi. Tuy nhiên là lại bị một doanh nhân tố cáo là anh chỉ đi ké bú phêm thôi, chưa xin phép khi đăng hình. Cả hai bên thì cứ tố qua tố lại, rồi dối nùi cả một nùi lên, xong rồi lặn mất tầm. Cũng gọi là người nổi tiếng, cũng là ca sĩ hàng đầu và cầu thủ đầu hàng đầu thế giới thì thôi, cho nó vào danh A nha. Spa Malisa thì cũng không có cái gì gọi là quá đặc biệt cả. Ngoài cái việc bia quá lố
và bài hát Save Malisa được chạy ad khắp trên mạng xã hội. Cả công ty từ sếp đến nhân viên nhảy nhót tưng bừng, gây ám ảnh cho người xem. Nhưng mà cũng cho danh xe, cũng gọi là bình thường như cân đường hộp sữa. Có cái là nhiều tiền thật sự luôn nha. Và nếu mà đã chán với vị sếp Malisa thì chúng ta sẽ đến với một em bé vô cùng đáng yêu với những biểu cảm đầy dễ thương. Đó chính là bé Pam. Cũng là idol giới trẻ mới nổi thôi. Khi mà mọi bức hình của em bé này đều gây sốt trên mạng xã hội vì quá là đáng yêu. Tôi cũng rất là thích em. Dành B cho em nhá. Cũng nổi nổi trong một vài tháng gần đây thì là chú ngựa vàng mã bị kẹt ở sân bay. Đó là câu chuyện của một du khách người Mexico đã phải bỏ lại con ngựa vàng mã ở sân bay Nội Bài khi mà lên máy bay về nước. Tuy nhiên là sau đó anh chàng này được một nhóm người tốt bụng tại Việt Nam gửi tặng đến một chú ngựa khác còn đẹp hơn, xịn hơn rất là nhiều. Hình ảnh mà ông Tây ôm chú ngựa vàng mã ở sân bay đấy từng gây sốt một thời. Tuy nhiên là sốt thì cũng chỉ đến đấy thôi, cũng gọi là câu chuyện vui vui thú vị. Dành F đi. Vụ trọng án ở chuyến bay giải cứu. Đây là một cái vụ quá nhức nhối diễn ra trong đợt dịch, với số tiền ăn chặn và nhận hối lộ lên đến hàng nghìn tỷ. Quá là đáng sợ. Và cũng rất nhiều nhiều người quan tâm theo dõi, nên cho nó danh F là đẹp, danh S là đẹp rồi. Mới đây nhất thì cái show mà chị đẹp đạp gió rẽ sóng ấy đã bị người dùng đổi tên, hình như vừa hôm qua thôi, đã bị người dùng đổi tên trên Wikipedia thành Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đạp mái rẽ trống. Thì cái chương trình này là mua lại bản quyền từ Trung Quốc với 30 chị đẹp tham gia biểu diễn. Rất hot bởi vì chắc chắn rồi, toàn những nghệ sĩ nổi tiếng mà. Và cũng nhiều drama nha. Đến giờ thì chương trình này vẫn đang diễn ra và chưa hề ngã ngũ. Danh B. Chủ tịch ACB nhảy cô đơn trên sofa. Và hẳn cũng từng rất hot một thời, thay vì là thuê ca sĩ hát hò thì chủ tịch cây nhà lá vườn của ngân hàng ACB lên nhảy sexy luôn như là máu. Vừa đỡ tốn tiền thuê nghệ sĩ, lại vừa tăng độ viral cho ngân hàng. Danh D. Chu Bin ẻ ra quần khi đang biểu diễn. Ôi trời ơi, đọc đến đây đã thấy bốc mùi thum thủm rồi. Đúng là vãi cứt là có thật anh em, quá là đáng sợ luôn. Và mặc dù cái phốt này có lẽ là cả cuộc đời thì đây là cái khoảnh khắc mà viral nhất của anh Chu Bin. Không thể nào khi mà cả nước nhắc đến tên anh. Và cái điều đặc biệt là khi đã trải qua một vài tháng rồi, bất kỳ video, bất kỳ comment hay là bất kỳ cái post nào anh đăng trên Facebook bây giờ ấy, các bạn cứ vào Facebook của Chu Bin mà xem. Thì tất cả mọi comment hầu như là đến 96.69% comment thì đều nhắc đến cái khoảnh khắc mà lên đến đỉnh cao này của anh Chu Bin. Nên là nó chấn động thật sự. Tất nhiên là chấn động với cộng đồng mạng là một chuyện thôi, nhưng mà chấn động với cuộc đời của anh Chu Bin là chúng ta xếp cái này vào ranh A nhá. Phiên tòa xét xử của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại phiên sơ thẩm thì bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày bị cáo là phải trả giá đắt rồi, khiến cho bà Phương Hằng vô cùng hối hận. Và cũng trong cái phiên tòa này tuyên phạt là bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù. Hy vọng là mọi điều tốt đẹp nhất thì sẽ đến được với cô Hằng. Đây là cái lời chúc chân thành nhất đến từ mình, bởi vì mình cũng rất là quý cô Phương Hằng. Danh A đi. Có một câu nói rất nổi của nghệ sĩ Hương Giang trong chương trình The New Mentor. Đó là khát khao center được thế cơ à. Câu này theo Giang Cư Mận chia sẻ thì là đang nói mà một giám khảo khác trong cùng cuộc thi hơn là nói về thí sinh. Và cái câu này thậm chí là còn được đề cử trong hạng mục là cụm từ nóng của năm tại WeChoice Awards năm 2023. Nhưng mà riêng với bản thân tôi thì đúng thật là bây giờ tổng hợp lại tôi mới biết câu này, nên là tôi chỉ xếp cái rank C thôi. Anh em mà có ý kiến khác thì nhớ comment ở dưới nhé. Một cái tin tức nữa là chả có gì đáng xem của anh chàng thích kẻ fame Hồng Thanh. Anh trả tiền vé cho khán giả chê đắt trong đất rừng phương Nam. Và Hồng Thanh với cả DJ nhỉ? DJ Mie à? DJ Mie cắm bãi Hồng Thanh. Cái này thì hơi bậy một tí. Nhưng mà quả thật cái sự bè bú phêm này của anh thì cũng đã phải trả giá bằng chính danh tiếng và tiền mặt của anh rồi. Nhưng mà cũng gọi là ngu người đối với anh thôi, thì tôi tạm xếp là rành ép. Các cái thể loại trà dã tay. Và một năm thì chắc chắn là cơ bắp lên ngôi. Trà chanh dã tay này, trà mãng cầu dã tay này, trà cóc dã tay này. Và theo các food reviewer thì dã tay nó uống ngon hơn, giữ được hương vị hơn là dùng máy. Dù độc lạ hay là mang cái yếu tố tâm linh hay không thì cũng chỉ được một thời là hết hot thôi. Thế nên là rank C đi. Bạn trai của Miko Lan Trinh cho huyết bỏ. Cái cặp mà Miko Lan Trinh với cậu bé cao 1m8 này thì có nhiều một cái màn review ăn uống mà nó ngu người, nó ngớ ngẩn đến mức mà ai xem thì người ta cũng phải cười. Nổi tiếng nhất là cái màn ăn lẩu cùng với cái nước giã đông thịt bò của cậu bé.
cái nước tiết bò ấy, anh thấy có nhiều người thì sợ, còn anh lại rất thích là lấy dùng cái nước tiết để nấu trong đây luôn nha. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Giống như trong phở, không biết có mọi người có biết không, là có một số cái tiệm phở bán thêm một cái chén nước tiết cái ngon ơi là ngon. Nói chung là cậu Be thì vẫn là một cái gì đấy rất là giải trí. Tôi cực kỳ thích cậu Be, nên là tôi cho danh B. Vạn Thịnh Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những cái ngày gần cuối năm đón nhận bởi cái vụ án lừa đảo của bà Hoàng lừa đảo Trương Mỹ Lan với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dân tình thì được một phen hết hồn để ngồi đếm xem là có bao nhiêu cái số không, và học cách đọc cho đúng cái con số mà lừa đảo ấy thì nhiều người học mãi chưa xong, trong đó có cả tôi. Vụ này thì cả nước phải dõi theo và ai thì cũng phải tấm tắc nào. Thế quái nào mà lại có thể có nhiều tiền đến như thế là không biết, và có thể lừa đảo được nhiều tiền trong nhiều năm đến như thế. Cũng có rất nhiều người xui xẻo là khi đã gửi tiền cho SCB trên khắp đất nước, giờ thì cũng phải bó tay chờ đợi thì xem khi nào mình đi khoản trả tiền thôi. Cái vụ này thì cái độ chấn động của nó không phải nói rồi, nên chắc chắn là phải dành S. Thêm vào nữa là quá kỳ lạ và khó lý giải với cái sự có mặt của bốn chú kangaroo tại Cao Bằng. Đúng độc lạ Cao Bằng. Nhưng mà tin buồn hơn là một nửa trong quân số trong số này đã không thể tồn tại và tèo mất rồi. Hai chú đã ra đi vĩnh viễn. Hy vọng là hai chú còn lại là sớm hòa nhập môi trường mới và sống tốt ở Việt Nam. Thì tôi cho là danh F, không có gì đặc sắc, cũng gọi là tin tức thú vị biết cho vui thôi. Giá vàng tăng cao vô địch vũ trụ trong lịch sử. Cũng xin gửi lời chúc mừng cho những ai đang có vàng trong nhà và những ai mà sắp cưới nữa. Bởi một chỉ vàng thì giá tăng như vũ bão rồi, neo sát mốc là 80 triệu đồng một lượng. Cái vàng nhẫn tròn ấy, thì là cái thời điểm tôi làm video là 6,4 triệu một chỉ và vẫn chưa thấy có dấu hiệu hạ nhiệt. Quá khủng khiếp anh em ạ. Cái thời tôi cưới vợ là cái năm 2018 ấy, thì vàng là có 3 triệu 4 một chỉ mà thôi. Và nó bằng nửa bây giờ thì anh em phải hiểu là nó lên kinh khủng như thế nào. Giờ mà cưới mà còn giữ được đồng vàng thì đúng là phát tài luôn. Nhưng mà cũng gọi là chấn động với ai giữ vàng đấy, chứ còn tôi chả có vàng vẹo mẹo mẹ thì nên về tôi thì quá là bình thường. Cho danh D đi. Và nếu mà mọi câu chuyện thú vị, mọi bí ẩn sâu kín luôn thu hút bạn, kính mời anh em đó xem tiếp video Nghệ thuật đấm vào đầu trong boxing đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.